trung tâm thương mại Plaza Tràng Tiền vẫn còn một số người đứng tụ tập không đảm bảo an ninh trật tự. Các lực lượng làm nhiệm vụ đang kiểm tra hướng dẫn số này vẫn chưa có giải tán khỏi khu vực. Tôi xa gia đình và bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố này đã được 10 năm. Tôi ở đây trong một khu tập thể cũ và chỉ trở về nhà khi ánh đèn đêm đã trùng phủ lên con ngõ này. Mười năm, tôi chưa từng đặt chân lên khu tập thể sau nhà này, dù nó chỉ cách cửa sổ căn phòng tôi một khoảng không quá nhỏ. Giữa cái thành phố ngột ngạt người này, việc gặp và nói chuyện với những người hàng xóm sát vách lại dường như là điều quá khó khăn. Đôi khi tôi tham gia một khóa học mới và kết thân với một vài người bạn. Anh ơi, tối mai có một buổi live show của Lê Cát Trọng Lý. Ở chỗ Cinematic ấy. À. Mấy giờ? Khoảng 8 rưỡi. Bọn em đang hẹn nhau ở đấy đấy. Nếu mà mai anh rảnh thì đến đấy xem vui nhá. Mọi người bán đít nào? Đít. Mọi người bán đít em. Bắn mông em. Con ruồi đậu trên mông. Không có gì bị đậu ý. Mật. Mười năm, chưa có dấu vết của người đàn ông nào đứng quá lâu với tôi trong cái góc tối dưới chân cầu thang này. Lặn lội